Grapefruit. Quả bưởi. Quả bưởi có hình cầu to, vỏ dày, màu sắc tùy giống, tép xốp, vị chua ngọt, hoa trắng nhỏ. Durian. Quả sầu riêng là loại quả có kích thước lớn, mùi mạnh, nhiều gai nhọn, màu xanh lục đến nâu, thịt từ vàng nhạt đến đỏ, vị ngọt béo, nồng. Cantaloupe. Quả dưa lưới. Dưa lưới là cây thân mềm, dây leo, quả hình oval, da màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng, có gân trắng đan xen như lưới, thịt màu vàng cam. Custard apple. Quả na. Quả na có vị ngọt, hơi chua, tính ẩm, là một loại quả giàu canxi, magie, sắt, kali, giàu chất chống oxy hóa. Orange. Quả cam. Quả cam có màu xanh, khi chín có màu vàng, vị ngọt hoặc hơi chua. Cam chứa nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin B, vitamin C. Amberella. Quả cóc. Quả cóc nhỏ, rất sai, mọc chùm, ăn được, hột nhiều xơ, cùi thịt dày và cứng giòn, vị chua ngọt. Avocado. Quả bơ. Quả bơ như bầu nước, mỏng vỏ, xanh lục đậm, khi chín thịt mềm, vàng nhạt, vị ngọt nhạt, hạt như quả trứng. Guava fruit. Quả ổi. Quả ổi to gần tròn, dài thuôn hoặc chữ lê, nhiều hạt, trộn giữa khối thịt trắng hồng, vị ngọt thơm. Melon pear. Quả dưa lê. Quả dưa lê to tròn đều, màu xanh, khi chín chuyển màu vàng hoặc trắng xanh, hương thơm, ăn giòn, ngọt. Peach. Quả đào. Trái đào có cùi thịt trắng vàng, vị chua ngọt, vỏ có lông tơ mềm, khi non màu xanh, khi chín chuyển màu hồng hoặc vàng. Mango. Quả xoài. Quả xoài là dạng quả hạch, chín màu vàng, thịt vàng, thơm ngon, nhân sơ, hạt rất to, vị chua, ngọt, mùi thơm. Wax apple. Quả roi. Quả roi là quả mọng thịt, nhiều nước, xốp, hình chuông, màu trắng đến đỏ đậm tía, ngọt, hơi chua, phảng phất chát. Logan. Quả nhãn. Quả nhãn là loại quả tròn, vỏ ngoài vàng xám, hầu như nhẵn, hạt đen nhánh, áo hạt màu trắng, bao bọc vị ngọt đầm. Apple. Quả táo. Quả táo có hình cầu, quả khi chín màu đỏ, ruột trắng màng, hạt nâu đen. Banana. Quả chuối. Quả chuối non có màu xanh, khi chín có màu vàng. Chuối có mùi vị ngọt thơm, màu trắng ngả vàng, mềm và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Watermelon. Quả dưa hấu. Dưa hấu là loại quả mọng, vỏ cứng, thịt ngọt, mọng nước, màu đỏ đậm đến hồng, nhiều hạt đen. Coconut. Quả dừa. Quả dừa có nước dừa là chất lỏng màu trong, chứa trong quả dừa, làm nước giải khát tự nhiên, không béo. Grape. Quả nho. Quả nho mọc thành chùm có màu xanh, đen, lam, vàng, lục, đỏ tía hay trắng. Nho có thể ăn tươi hoặc được sấy khô để làm nho khô. Kiwi. Quả kiwi. Kiwi có kích thước to bằng hoặc hơn quả trứng vịt.
Vỏ có màu nâu nhạt và nhiều lông tơ, phần thịt có màu trắng lá, vị chua pha ngọt. Cherry. Quả cherry có màu đỏ tươi, đường kính khoảng 1 cm, quả nhìn mọng, tròn, ăn ngọt, bên trong có hạt cứng. Papaya. Quả đu đủ to, tròn, dài, vỏ xanh, khi chín chuyển màu vàng cam, mềm, hạt nâu hoặc đen, vị ngọt mát. Pumpkin. Quả bí ngô mọng thịt, màu vàng đậm, xốp ở giữa, ở bên trong chứa nhiều hạt mọng và lép. Bí ngô chứa vitamin, sắt, muối khoáng và các loại axit cần thiết cho cơ thể. Chili peppers. Quả ớt. Ớt là cây thân thảo, gốc hóa gỗ khi già, rễ chùm, lá mọc đơn, phiến nhọn ở đầu, hoa nhỏ hình chén, trái hình nón dài, khi chín chuyển màu đỏ, vị cay. Bitter melon. Quả mướp đắng. Mướp đắng là cây dây leo, có quả ăn được, u sần sùi, vị rất đắng. Eggplant. Quả cà tím có vỏ màu tím, lớp thịt bên trong màu trắng và xốp. Cà tím được sử dụng để nấu canh như một loại rau. Cucumber. Quả dưa chuột. Dưa chuột hay dưa leo có màu trắng xanh và màu xanh thẫm. Quả thuôn dài, kích thước đều nhau, là loại dưa leo đặc ruột, ăn giòn, ngon. White radish. Củ cải trắng có vỏ màu trắng, nhẵn, dáng củ thon dần về phía đuôi. Củ cải tươi, sống có vị cay, tính mát, khi nấu chín có vị ngọt, tính bình. Chinese cabbage. Bắp cải thảo có màu xanh nhạt ở phần ngọn và trắng sáng, dần từ phía thân đến gốc. Đây là loại rau vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Cabbage. Bắp cải hay cải bắp là loại rau có nhiều lớp lá dày cuộn quanh cuống. Bắp cải là một loại thực phẩm tốt cho tim mạch và người cao huyết áp. Sponge gourd. Quả mướp hình trụ thuôn, khi già thì khô, trong nhiều xơ dai. Mướp có chứa dầu, ăn bổ, béo và ngon. String beans. Đậu đũa có quả giáp dài, đường kính tròn, quả non thẳng láng, quả già co thắt, chứa nhiều hạt. Tomato. Quả cà chua ban đầu có màu xanh, chín ngả màu từ vàng đến đỏ. Cà chua có vị hơi chua và là một loại thực phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Winter melon. Quả bí đao có hình dáng thon dài, còn non có màu xanh lục. Dần dần khi trái bí đao già nua sẽ ngả sang màu xanh nhạt, cùng với các đốm sao màu trắng. Butternut squash. Bí đỏ hồ lô là một giống bí có ruột rất đặc, ít hạt, ăn dẻo và ngọt, có thể trồng và thu hoạch quanh năm, mang lại lợi ích kinh tế cao. Lemon. Quả chanh là loại quả tròn, thường có màu xanh tươi, quả vị chua và mọng nước. Chanh có chứa vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác. Onion. Củ hành tây là phần thân hành của cây hành tây, kích thước thay đổi, nhiều vảy thịt, hình tròn đều hoặc tròn hơi dẹp, hình bầu dục dài, màu vàng hoặc màu trắng. Carrot. Củ cà rốt.
Cà rốt là cây có củ rễ trụ, nhẵn hay có lông, màu vàng cam, cà rốt có vị cay ngọt, tính bình, không độc. Potato. Củ khoai tây. Khoai tây là cây lương thực ngắn ngày lấy củ, nhiều tinh bột, dáng bự đầy, da và vỏ vàng nâu. Khoai tây có vị ngọt, tính bình, tốt cho hệ tiêu hóa. Các bạn ơi, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về các loại củ, quả. Đây là những loại củ quả cung cấp rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày của chúng ta, và chúng ta hàng ngày đều đang sử dụng chúng đó. Bạn chắc hẳn rất thú vị với video này phải không? Hy vọng với video này bạn sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin bổ ích xung quanh các loại củ quả hàng ngày mà chúng ta đang sử dụng. Và hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt các bạn. Bye bye!